tầm làm nó thế thôi. Thế tôi bảo mình nhảy nó phải giảm dốc chân lên nó cái chân kia. Bực chứ muôn rồi đấy. Rồi đu đẳng cấp ấy nhỉ. Ui dồi, hai con dở hơi này. Kinh ngay cả đấy. Wow. Sao không? Ui giời, lại rơi vào đúng cao thủ là khác. Wow. Mày cái chân phát lại đạp xe chứ, đạp xe đi. Đạp xe đi. Quá là cấp. Sản xích à, sản xích à. Nghỉ chưa? Nếu không có bóng bàn găng tay mới là quả vừa rồi là coi như là bay ra ngoài rồi đấy. Nào. Làm vòng nữa. Lộn đi, lộn đi. Gần được. À. Ui giời ơi, cao quá. Chào bạn. Xin nhờ. Đâu đây Doanh ơi? Đây làm cốc bia đây. Ở đây. Đây làm cốc bia cho vui. Trong cái chuối à? Mời từ nãy giờ mà cứ rồi mới mời. Đã chưa? Đây, đây làm cốc bia. Trời. Sao vậy? Không phải đi theo nữa. Nó khác to. Bảo nào sao nó to thế này không nhìn thấy xích đâu. Ui giời ơi, cắm mặt xuống này. Rất là giữa. Đào sâu cho nó ngắm ở em. Chỗ này chưa làm. Không, Phan lên dây để tôi làm kiểu qua dây Phan rồi nhá. Đâu anh Phan thử ấy phát để học cái này. Lên rồi, lên rồi.